Dạ tới rồi đó, cô có tưởng tượng ra được chỗ nào chưa? Cô làm sao cô không có biết, ổng đi chứ cô chưa bao giờ lên tới đây. À vậy đó hả? Ờ, cô xanh xong là rời đảo. Nói ổng khắc ở trên. Có rồi, có rồi, thấy thấy chưa? Yeah, có rồi, có rồi. Có rồi, Phương Nam. Biết sao con nghĩ là phía gì không? Tại là lúc cô chú là lâu lắm rồi. Dạ. Rồi chôn ngoài này trước. Dạ. Cố kiếm được xe Phương Nam rồi. Cảm xúc thầy vui quá ha. Mừng lắm á. Dạ. Toàn. Nếu mà Anton, Anton Lê có cái cơ hội mà chúng ta gặp nhau, đưa nhau đến đây, danh dích nhau đến đây để cảm ơn và cảm ơn anh chị Thượng cũng đồng hành cùng trong chuyến này, có mấy anh em đi chung với nhau để mà thăm viếng cũng như là kiếm phần mộ của con. Mọi việc đều tốt đẹp. Bố xin lỗi và cảm ơn anh đã cho cái khăn này để lau mộ cho con. Chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh du lịch và cuộc sống an toàn. Trong video này, Toàn dẫn gia đình cô chú Thái về lại Bi Đông để tìm mộ con gái của cô chú. Con của cô chú mất và được chôn ở khu F cách đây gần 40 năm về trước. Bây giờ mời cô chú, anh chị và các bạn theo dõi hành trình trở lại Bi Đông để tìm mộ con gái của cô chú Thái nhé. Sầu riêng bốc mùi thơm quá. English please. D24. This 45. Cô ơi, cái này là 45 nha. Còn cái này là 18 đồng ký. Đây là nổi tiếng nhất thế giới nè, Musaki á. Dạ. Nó béo, nó béo. Cái này là black thorn. Tôi mơ về thăm Bi Đông, con đường mòn xưa giờ khuất mịt mùng, cỏ cây xanh leo đầy trên đảo vắng. Tôi mong đi tìm lại mái chòi xưa. Chị 45 hả? Em 37. Đâu? 37 năm rồi. 37 năm mới về thăm con đó, về Phương Nam. Yeah. Đâu ai ngờ đâu cô mẹ. Không ngờ. Đâu ai ngờ đâu. Không gặp Toàn là không có đi về. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Sắp tới rồi. Còn mấy bậc nữa thôi. Cố lên. Cố lên. Nam thì cái bố mẹ chuẩn bị cho con nằm như hơn. Giờ đứa ông trần hết rồi. Cô chú hên. Cái chỗ này bây giờ có người dọn dẹp hết. Chứ không thôi là cây cối là cô chú tìm mệt luôn á. Dạ tới rồi đó, cô có tưởng tượng ra được chỗ nào chưa? Cô làm sao cô không có biết, ổng đi chứ cô chưa bao giờ lên tới đây. À vậy đó hả? Ờ, cô xanh xong là rời đảo. Sơn đi kiếm hả Sơn? Vậy thì mình đi kiếm từ góc này trước đi. Dạ. Yeah. Góc này đi từ từ qua, từ từ qua. Phương Nam. Nguyễn Phương Nam. Nguyễn. Mộ thì có xi măng bọc hết cái mộ luôn. Xi măng bọc hết trên mộ luôn hả?
Vậy thì ở trên đó nhiều á. Thấp vậy đó mà chi băng bọc hết trên mộ luôn. Mộ trên mộ á. Ở trên mộ bọc trên mộ thì khúc trên đó nhiều. Đi lên chị con đi con. Vậy thôi lên chảnh coi trước đi. Có cái mộ thánh giá nữa kìa, có thánh giá không chú? Có thánh giá nhưng mà gỗ mục rồi. À gỗ. Gỗ mấy chục năm rồi đó còn ở đây. Rồi gắng phù hộ cho cha mẹ kiếm được nha, công lao qua tới đây. Nguyễn Phương Nam. Nguyễn Phương Nam. Con giúp được hai người đó, tìm được đó. Hai người rồi hả? Hai người đó. Giờ nếu mà giúp được cô chú nó là ba người đó. Tới đây nữa, cô không có biết. Ở trong đó nhiều lắm, còn khúc trong đó nữa. Vậy lên đây nè con, lên trên đây coi trên đây đi, trên đây nhà mộ có cái nắp ở trên nhiều lắm. Xuống, chút xuống. Mà không có chữ. Phía bên mặt bên kia. Ừ. Bên kia. Này tên 8. Ở đây có người lấy rồi nè. Huỳnh Vi Phương. Ừ. Này thấp Phương. Không có làm về nó thấp cái mặt bằng thôi chứ không có không có làm gì vậy đâu. Mà con nghĩ chắc chú phải vô mấy khúc xa đó. Chắc phải vô mấy khúc sâu sâu một chút. Ở đây cũng có người lấy rồi nè. Lấy rồi đó. Dưới này còn nhiều lắm nè chú ơi. Trong đây còn nhiều lắm. Không có nằm ở dưới mé dưới đâu. Không nằm ở dưới hả? Trên này không nằm ở dưới đâu. Rồi nếu mà kìm ở trên không có thì mình cũng phải xuống dưới rồi. Ừ. Nó nằm bằng quá chắc giờ nó bị lì không? Nhưng mà có đá có xây xi măng rồi phải không? Xi măng ở trên thôi. Thì đâu có ấy được, đâu có mắt. Nếu có xi măng. Tại hồi chú làm cái xây dựng đó. Dạ. Thì ra cái từ Mã Lai xây dựng nó cho cái xi măng. Để làm để cái làm cái mặt bộ cái cháu. Năm quá đó khi nào nó mất cái nắp không? Dạ mất luôn á. Con nghĩ sợ nhiều năm quá mất cái nắp đó chú ơi. Nhưng mà con nghĩ bây giờ tốt nhất là khoanh dùng á. Khoanh dùng để tìm á dễ hơn. Anh kiếm hết cái khúc dưới đi. Như mộ không có bà có bia lắm. Như vậy nè mình dạ. Thấy rồi. À đúng rồi, nhiều khi mắc. Được luôn á. Dạ đúng rồi. Mà hồi đó bà cái có tấm bia bằng xi măng á. Ông nói ông khắc ở trên. Đây. Có rồi. Có rồi, thấy thấy chưa? Yeah, có rồi. Có rồi. Thấy chưa? Chú nói không có ở dưới xa. Phương Nam. Không, tại biết sao không? Biết sao con nghĩ là phía ghìa không? Tại vì lúc cô chú là lâu lắm rồi. Dạ. Rồi chôn ngoài này trước. Uh-huh. Dạ. Cố kiếm được xe Phương Nam rồi. Đó thấy chưa? Nè, phía 38 này. Rồi cô. Cảm xúc hay vui quá ha. Vui mừng lắm á. Dạ. Nào chú. Trời ơi còn nguyên hả? Còn nguyên nè, cái giá thì ấy rồi nè. Cái đây hồi đó bố làm nè. Ờ hả? Cô
chú bác bố mẹ gì đó. Em lập mộ. Chú bác bố mẹ. Đây em qua đây, qua đây đứng. Rồi hay quá. Quá nè, bây giờ mới còn á. Tháng 7 này, tháng 4 này, mùng 7 thấy không? Ừ. Bốn tên tháng 7 là cái July 4 đó. Ừ. July 4 của Mỹ đó. Dạ. Đó. À vui quá. Vui quá, mừng lắm rồi. Dạ. Yeah. Rồi bố làm kỹ lắm mới được vậy á. Trời cái này cũng còn tốt quá nè. Giá đi mục rồi. Dạ. Yeah. Rồi cái đánh giá trên hộ nữa nè. Ừ, để dọn dẹp cho nó chứ. Cái này cũng giống này chú. Rồi cái này cũng giống. Giống cái này em khi 099. Giống quá hả? Đi xuống thấy cái này chú nghi rồi. Dạ. Yeah. Nghi rồi phải không? Chú biết xuống thấy như này. Sâu quá, yeah. không tính xuống. Anh đi, anh đi xuống kiếm á. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy con ráng xuống nha. Lần cái cây này. Để cho bố nó dẹp cho nó. Trời không đem theo cái đồ gì mà lên nấp trên cho nó trời nó đi không đem theo cái gì hết trơn. Anh có này nè anh nè. Lấy khăn này đi anh. Thôi, lao cho cháu đi. Được rồi, xin cảm ơn anh. Xin anh nha. Rồi, cảm ơn cô ấy, chúc mừng cô chú. Dạ, không. Quá mừng. Quá mừng. Có lắm mới kiếm được đó nha. Đây là lần thứ ba. Lần thứ ba rồi đó, con. Quá mừng. Cứ cần nước nữa không anh? Dạ, cô có nước rồi, cô có nước rồi, rửa đi, dạ. Đem chế cho anh, đừng bắt tay vô. Mấy cái yeah. Dạ. Anh đi kiếm rớt anh ơi. Dạ. Ủa? Máu hả? Hả? Gai hả? Ồ. Bị gai đâm hả? Xuống nữa chị. Dạ, dạ, mừng quá. Mừng lắm rồi. Dạ, lấy mấy cây đi cho chú yeah. Khác. Maria này, Nguyễn Phương Nam nè. Ừ. Nè không, sinh ngày 4 tháng 7 nè. Tốt 89 nè. Thành, thấy không? Tự chương trình ngày 4 tháng 7 luôn nè, 89 luôn nè. Uh-huh. MC 238 nè. Nguyễn Phương Nam. Giật cái này quá hay. Gai cái trường gai đó. Lấy cái cây đó. Trường gai đó. Gai nó mới cách bố không biết chỗ nè. Sao? Lấy cây này giặt ra hết thì bẻ. Mua kéo cách nè. Cho miếng nước vào đây. Tìm thấy rồi ok rồi. Tìm thấy là. Tìm thấy rồi mừng, tính là không thấy hả? Chú bác. Chú Phương Nam. Lần đầu tiên mẹ mới thấy mộ của Phương Nam. Mình quá. Rồi nhớ chỗ cây cổ thụ nè. Dạ. Đầu của cái mộ đi lên. Dạ. Đi xuống này. Nó nằm là cuối rồi anh thấy không? Nó nằm cuối đường rồi đó. Tại vì mộ mà có cái nắp ở trên là khu này. Uh-huh. Còn mộ không có nắp ở khu dưới. Nhà rồi này. Đó là yeah. Cao ủy cho 4 bao xi măng. Mà anh biết là mấy em thiếu nhi đó. Yeah. Nó phải lấy cát từ dưới đó đem lên đây. Yeah. Lấy nước đem đây rồi đào huyệt xong rồi. Chôn xong rồi bắt đầu đắp đá xung quanh này. Ừ. Đập lên đó. Cậu hiệp với em thiếu nhi đó. Anh lao cái thánh giá nữa kìa. Nằm gần ông này sinh năm 1933. Vậy hả? Ông này 95 tuổi rồi. Wow. Nè. Ông mặt mảo nè. Hàng sớm á. Từ trần ngày 10 tháng 7 năm 88. Không có ông nội nó luôn á chứ. Hàng sớm. Ừ. Còn ông còn ở trên này một cái nữa nè. Cái tên này. À, cái này sinh 38. Ông này ông Phêrô. Nó nằm gần con tưởng là không về tìm được ha. Trời, nó nằm cuối đường luôn ha. Cuối đường luôn. Nằm yeah. Cuối luôn á. Dạ. Yeah. Mà bố mày không nhớ rồi đó, nằm sát đây. Làm sao mà nhớ được. Mấy chục năm rồi. Làm sao mà nhớ được. Lúc cho bố kiếm được cũng hay. Lúc có cây này chưa có.
Nói với cái ông đó là làm cho có vậy mà. Mày làm cho có chứ vài ngày sau nó cũng bò lên nữa. Đúng rồi, nó cũng bò. Nhưng mà mấy cái mộ này nó có cái nắp thì cũng không nên nổi. Dạ. Cái này nó rõ rồi. Còn mấy cái mộ mà không có nắp cái đó nó sợ. Tội nghiệp á, nằm mấy đây lên mà. Kể cái nằm mấy yên nghỉ coi. Mấy xong một bút là xem ra là kia được không? Đêm cái gì? Thì hồi đó hội sinh nhật mình đúc á. Người ta nói đó, có xin đó. Thôi bây giờ cô chú cho em ở đây đi. Ở đây với lại hàng xóm đó. Ở đây cũng lâu rồi. Cũng như một cái di tích á. Phá là từ lên đây 4 đến giờ. Mừng quá đi thôi được rồi. Tại vì thấy xa này ha, chú Bính nè. Dòng ở kia thấy chứ ấy nhảy xuống đây nè. Dòng ở đây cái chú Bính này nó cũng tốt rồi ghê nha. Dạ. Tốt. Cái này có người ta tới người ta sơn cho rồi nè. Lâu lâu á có hội người thiên nhân người ta làm rồi đó. Dạ lâu lâu á. Lâu lâu người ta có quay nó nữa mà. Dạ. Quay cây hình luôn mà lúc quay cái giá còn. Cái giá còn. Nó thấy mà. Cái này là chú bác này, bố mẹ này, anh em này, lập mộ này. Bị đâm thì 28/7. Làm này đi anh mẹ. Như nữa cô chú nói vô cảm ơn các những người mà lại làm tô sơn rồi cho con á. Thì mấy người đó chắc nghe coi chắc cũng mừng giùm. Người Việt Nam á lâu lâu người ta tới đây ta sơn phết rồi nè. Nhiều không bà con nhưng mà dạy gì làm giống như từ thiện vậy đó. Trước tiên là bố mẹ xin lỗi con trước. Dạ. Đã để con đây mấy chục năm. Nó có dịp lại thăm. Cảm ơn tất cả các nói chứ nó cũng xui khiến cho mình đi mới được chứ đâu có phải bước muốn đi đâu. Bao. Muốn đi hoài đó mà không đi đồng được. Hương đã từng sinh sống ở đây trong thời gian tị nạn. Đã trở về trong thời gian qua. Tu bổ cũng như là làm sạch sẽ phần mộ của cháu. Để ông bà già này thay mặt xin cảm ơn tất cả mọi người. Và xin ơn trên phù hộ cho tất cả mọi người được một sự bình an, bình an và được hạnh phúc cuộc sống, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau trong bước đường cuộc sống của người tị nạn ở nước ngoài, bọc lẫn nhau, che chở nhau trong những hoàn nạn, những lúc khó khăn. Xin chân thành cảm ơn và cũng một lần nữa là bố mẹ xin lỗi con. Toàn, nếu mà Anh Tô Lê có cái cơ hội mà chúng ta gặp nhau, đi nhau đến đây, gia dứt nhau đến đây để cảm ơn và cảm ơn anh chị Thưởng cũng đồng hành cùng trong chuyến này, có mấy anh em đi chung với nhau để mà thăm viếng cũng như là kiếm phần mộ của con. Mọi việc đều tốt đẹp. Bố xin lỗi và cảm ơn anh đã cho cái khăn này để lau mộ cho con. Mọi sự bình an để bố mẹ tiếp tục về thăm con cho đến khi nào mà con bằng lòng hoặc cái điều kiện cho phép thì bố mẹ sẽ đưa con về với gia đình ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ thì bố mẹ. Nó về Việt Nam thôi nha, nó không định cư ở Mỹ đâu. Theo ý con đi chứ giờ. Theo biết con. Thì vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm trên người tay trái. Hãy chúc con xin phan cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời. Dạ. Kiếm được mừng muốn chết luôn vậy đó. Con dẫn đi con cũng vui nữa. Dạ. Mình tưởng là kiếm không được rồi đó ha. Dạ. Không nhưng mà nếu mà chôn thì hồi nãy như con nói thì là chắc nằm ở ngoài bìa ngoài rìa á, tại vì ngoài rìa á, tại vì cô chú là thời đó là qua trước, còn cái mấy ở đây mấy người chết sau ta chôn từ từ vô vậy. Nhưng mà có linh là tìm ra hết à. Công việc chính của tôi hôm nay là đã giúp cô chú đã tìm được con 1 ngày tuổi.
37 năm hả cô ạ? Dạ. Đi đây cho tất cả này, mình tới đây mình đọc kinh nha. Dạ. Yeah. Cha thì đến, như đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con nên lương thực hàng ngày.